Em ơi, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay có một số cây cát hoa nở tại vườn. Em tiếp tục làm một cái video quay lên để giới thiệu tất cả các anh chị mình cùng ngắm nha. Nó có một số cây em có hàng bán, anh chị mình có nhu cầu sưu tầm thì mình cứ liên hệ qua Zalo của em để mình đặt hàng nha. Zalo của em là số 0933124442. Anh chị mình đặt hàng mình cứ inbox trực tiếp qua số Zalo cho em nha. Đầu tiên giới thiệu cho anh chị một cây hàng đài. Cây này cái cát hoa trung. Cây này hoa trung hàng đài nha anh chị, rất là đẹp luôn, màu vàng nè, cánh bệt màu đỏ nè, lưỡi đỏ rất là đẹp. Cây này tên là Taiwan Fantasy, một cây cát hàng đài nha anh chị, rất là đẹp luôn. Hoa này hoa trung, hoa chùm nha, nó nở một lần chùm rất là đẹp luôn á, nhìn cái màu sắc của nó rất là cưng luôn nè. Đó, cái trong hậu hai con mắt màu vàng rất là to, bệt cánh đỏ cũng rất là lớn luôn nha, nó viền lưỡi cũng đỏ, cây rất là cao khỏe. Rất là cao khỏe, rất là đẹp luôn nha. Cây này cây hàng đài nha, lâu lắm rồi cũng không còn hàng, nay ở vườn tự nhiên nó nở ra mới phát hiện ra là còn, em nói nha, rất là đẹp. Đó, Taiwan Fantasy. Cây Taiwan Fantasy này thì giá là 250.000 một chậu nha. Anh chị mình sưu tầm thì có thể lấy luôn chậu này, em chỉ có còn một chậu này thôi, phát hiện ở trong vườn nó nở. Đây cây Binh Đôn đây anh chị, 150.000 một cây. Cây này thì em cũng lên rất là nhiều clip cho anh chị mình xem rồi. Cây này ra khá là xiên hoa, rất là xiên hoa luôn. Cứ clip mỗi lần mà nó nở là em lên clip bán cho anh chị mình sưu tầm á. Anh chị thấy thường xuyên có cây này luôn, rất là đẹp. Đây một cây Liêu Hóp, cây này cũng là hàng đài luôn nha anh chị. Trắng lưỡi tím, trắng lưỡi tím mà trong họng của nó là màu vàng nè, phía trong sâu là có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt luôn nè anh chị. Đó, cây này cái cách lớn nha, hàng đài Liêu Hóp, rất là đẹp luôn. Đây thông sư Pano 4, Bachara Fancy nè anh chị. Đó, hoa nở nhìn rất là cưng luôn nha, rất là xiên hoa anh chị xem thấy đó. Và cứ vài hôm là em làm một cái clip có hoa nở tại vườn cho anh chị mình xem, nên anh chị mình thấy đó, hoa là nhà em nở là liên tục luôn nha. Nó rất là xiên hoa, nở liên tục luôn. Cho nên anh chị mình chơi ra nó, mình thích chơi hoa không ra nó thì mình có thể chơi dòng cách da này nha, rất là xiên hoa, rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Đây hắc da lai, hắc lai Macao, cây màu vàng tuyền, cách lớn. Do cây này em mới trồng lại cho nên hoa nở ép nên hoa nó chưa có được to. Ở hoa này nó căng, hoa nở lớn đó, là có hoa có size có thể từ 13-15 cm luôn nha anh chị, rất là đẹp. Đây cây Lucky Lai Blue Hawaii mini, hoa chùm màu tím, lưỡi tím nhung đậm, rất là đẹp nè. Nó một bông thì rất là to, anh chị xem nè, nó nở một bông hoa rất là to luôn. Đó, nở một bông thôi rất là to. Nếu mà nở hoa thành chùm á thì hoa sai hoa nó sẽ nhỏ hơn một chút, một lần một mà nở một chùm á thì từ 4-5 bông luôn nha anh chị. Hoa rất là đẹp mà cực kỳ thơm luôn. Đây hôm nay có cây đại cao hùng, cây cắt lớn đại cao hùng, giới thiệu cho anh chị mình cùng ngắm luôn. Một cây cây cắt tem vang danh nổi tiếng một thời luôn, loại đại cao hùng nổi tiếng là một cây cắt tem rất là to, hoa rất là to luôn nha anh chị. Mình chọc đạt cái size cực đại của nó là có thể từ 18-20 cm luôn. Có một cây cát tem rất là lâu đời rồi nha anh chị, đại cao hùng. Anh chị xem là cái lưỡi màu tím, màu tím rất là đẹp luôn. Nó hoa trắng, hoa rất là to. Và trong họng đó là mỗi cây của nó sẽ khác nhau về cái điểm nhấn trong cái họng lưỡi, họng của nó, họng lưỡi là hoặc là cái viền lưỡi và cái size hoa, khuôn hoa và thân lá. Cho nên là những cái cây màu trắng lưỡi tím nó khác nhau, những cái cây nó có điểm nhấn khác nhau rất là nhiều nha. Đó, hoa đại cao hùng nè, size rất là to luôn, anh chị mình xem nè, size hoa rất là to, khá là to luôn. Đó, so với bàn tay của em nó rất là to nè, thấy không? Đó, hoa này đạt là đã tầm 17 cm rồi đó anh chị. Đó, size này phải là 17 cm rồi đó. Cây này thân lá rất là to, hoa to nữa. Nếu anh chị mình á, mình có thể mình xem trên Google á, mình có thể thấy cây cách đại cao hùng này là cây tem có rất là lâu đời, rất là xưa rồi. Có những cây này toàn là những mặt hàng em đã từng lên clip bán rồi. Nếu mà anh chị mình xem á, mình có nhu cầu sưu tầm á thì mình có thể inbox cho em, inbox lại cho em nha, để em báo giá cho mình nha, rất là đẹp luôn. Đó, hoa vườn nhà em mình nở hoa quanh năm luôn, cho nên anh chị mình có nhu cầu sưu tầm á thì mình cứ liên hệ nhà vườn nhà em để mình sưu tầm nha. Cát là bao chuẩn giống chuẩn hàng cho anh chị mình luôn. Đó, anh chị mình xem, cây lúc nào vườn em cũng có hoa rồi cho nên là bao chuẩn giống cho mình. Nên anh chị mình mua hàng ở vườn em mình cứ yên tâm là cát lúc nào là cây là đều nở hoa ở vườn em rồi, hàng về lúc nào là cũng cho hoa, có hoa
đúng cây đúng hoa rồi thì em mới bán cho anh chị mình sưu tầm, mà em luôn luôn trồng ít nhất là mỗi loại từ 5 đến 10 chậu. Là thứ nhất là để lấy hoa mẫu, để lấy hoa mẫu làm mẫu hoa cho anh chị mình cùng xem á, mình thấy hoa thực tế tại vườn á, để mình sưu tầm mình chơi, những anh chị mới chơi á mình nhìn thấy cái hoa thực tế của nó mình cũng có thể mình mạnh dạn mình chơi nữa. Đó, hoa rất là xiên luôn nha anh chị, ở dòng cá thì hoa rất là xiên cho nên anh chị mình chơi á là hoa sẽ quanh năm luôn, rất là đẹp. Anh chị mình sưu tầm á thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em 0933124442 để mình đặt hàng nha. Anh chị mình xem video của em mình thấy hay thì mình nhớ like kênh, đăng ký kênh ủng hộ em nha anh chị. Em có thể làm thêm nhiều video quay thêm nhiều video để cho anh chị mình cùng xem nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị.